Rồi ok, xin chào anh em đang xem channel của Huy Linh. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu tiếp cho anh em một cái mẫu phụ kiện chơi game đến từ thương hiệu FlyDigi, có mã là FlyDigi WaxWing. Đây là một cái quạt tản nhiệt cho điện thoại và nó có thể giúp cho điện thoại chúng ta hoạt động mát hơn, trơn tru hơn dành cho game thủ chơi game lâu và điện thoại nó sẽ không bị nóng. Khi mà điện thoại nóng á, thì các bạn biết là nó sẽ giảm tuổi thọ của pin, giảm tuổi thọ của điện thoại là một nè. Thứ hai nữa mà điện thoại mà càng nóng á thì cái việc mà chơi game á giúp cho chúng ta có thể có hiện tượng bị giật lag. Nên một cái cách giải quyết nó mang tính chất ở phía ngoài điện thoại, đó là một cái quạt nó tản trực tiếp, nó thổi trực tiếp vào trong cái phần pin phía sau của điện thoại á, thì nó sẽ cũng góp phần một chút nào đó giảm cái nhiệt độ của cái CPU xuống. Rồi, đây là cái quy cách đóng gói hộp của cái Win này. Đó, phía ngoài vỏ hộp thì nó có nói những cái ưu điểm nổi bật của cái dòng WaxWing này. Chúng ta có thể control nó ở 3 cấp độ gió này, 3 cấp độ của quạt. Đó, có tích hợp đèn LED RGB, RGB á, và pin của nó được tích hợp là 700 mAh. Với cái dung lượng pin này á thì anh em có thể chơi cái quạt này, có thể sử dụng cái quạt này liên tục được đâu đó khoảng tầm 5 giờ cho 1,5 giờ sạc đầy. 1,5 giờ sạc đầy sử dụng được 5 giờ nha. Rồi, đó là cái hộp của sản phẩm. Bây giờ mình sẽ mở hộp xem những cái gì bên trong. Nó sẽ có một cái cáp sạc. Mình sorry, cái này không phải là cái cáp sạc, mà cái này là một cái ngàm trên để giúp chúng ta có thể bắt vào cái phần on top của điện thoại. Rồi, một cái mẫu giấy ghi rất là rõ cái cách gắn của con này, thì nó không có kẹp vào điện thoại mà nó hút qua ba cái chân không như thế này. Rồi, đây đây đây, cáp sạc ở đây. Nó thằng này nó sử dụng cái cáp dẹp nhá, USB micro, cộng micro, cộng không có gì mới hết, cộng micro này. Thiết kế cũng khá là nhỏ gọn, cầm lọt thỏm trong lòng bàn tay như thế này đi. Một cái quạt chút xíu này gần 300, hơn cái quạt để bàn nữa. Đó, không biết là cái hãng FlyDigi này, cái hãng này là nó làm những cái phụ kiện game mình thấy nó quá hút máu luôn. Rồi ok, nó có hai cái phím function duy nhất thôi. Giữa cổng sạc thì nó có hai cái phím function, một là cái chức năng tắt mở đèn LED RGB của nó, và thứ hai là chức năng điều chỉnh cái điều chỉnh cái các cấp độ quạt, và thằng này nó tích hợp là ba cái cấp độ quạt khác nhau nha. Rồi, cái miếng ngàm kẹp on top này á, thì nếu các bạn muốn sử dụng cũng được, còn không cũng được. Về cái cách lắp cái này á, thì các bạn sẽ lắp nó theo chiều như thế này đó, chỉ như vậy thôi. Rồi, như vậy là lắp xong, cái miếng nhựa này, cái miếng nhựa để kê cái phần phía trên của điện thoại như thế này, gắn kiểu như thế này đó, để vô là nó hút, cái này nó hút rất là chắc chắn nha. Cái dòng hút chân không ba chân như thế này nó rất là chắc chắn đó, như các bạn thấy nè, cực kỳ chắc chắn. Rồi, bây giờ trình diễn thôi. Bật quạt lên nè. À, nó chạy nghe cũng hơi êm êm. Nó có một cái chút gì đó, nó hơi có một cái khoảng cách từ cái điện thoại tới cái quạt. Đó, nên khi mà nó có một cái khoảng cách như thế này, nó sẽ tạo cái lưu lượng gió lưu thông cực kỳ ổn. Mình thích cái dòng kiểu như thế này hơn. Bên mình còn một cái dòng là cái quạt tản nhiệt Memo DL01 thì cái đó nó là một cái tấm nhôm áp trực tiếp vào trong cái điện thoại luôn. Còn cái này thì các bạn thấy nó có một cái khoảng hở nên nó sẽ tạo một cái cảm giác lưu thông, và khi mà cầm lên tay á, hai cái gió nó tạo một cái cảm giác nó đối lưu cái dòng gió ra, và tay mình á, chính tay mình cầm lên cái điện thoại này nè, còn có một cái cảm giác nó rất là mát, sướng khi chơi game nữa nha. Đó, đó là quạt, chúng ta có thể điều chỉnh nó ba cấp độ gió này, thấy chưa? Cái gì nữa đây, lại quảng cáo cho tiếp nữa. Rồi, mạnh hơn cái nữa này,
Đây là cấp độ mạnh nhất và các bạn sẽ nghe được cái tiếng u luôn à. Hay chưa? Rồi, bây giờ sẽ mở cái LED RGB này lên này. LED một màu. LED RGB nó sẽ đổi màu kiểu như thế này. Tắt mở đèn thì chỉ qua một cái nút bấm kiểu như thế này thôi. Nếu mà chúng ta để cấp độ 3 là cấp độ mạnh nhất á, thì cái thời gian on time của cái này á, cái thời gian sử dụng á, chỉ đâu đó được 1,5 giờ thôi nha. Còn nếu mà các bạn để cấp độ 1 á, thì thời gian của nó sẽ được 5 giờ. Để kiểm tra được cái độ hiệu quả của cái quạt tản nhiệt Quartzwin này thì trên điện thoại Android, iOS anh em có thể tải những cái phần mềm chuyên dụng có thể đo được cái nhiệt độ. Ví dụ như trên Android thì chúng ta có thể tải CUVS chẳng hạn đó. Thì mình có thử đo đo bằng CUVS thì cái hiệu quả mà nó tản được cực kỳ tốt nha. Mình chơi những cái game có những cái độ hòa nặng như là PUBG Mobile để cái setting của nó rất là cao. Đó, cái nhiệt độ của cái thiết bị này thông thường chơi ở cái ngưỡng hai setting của thằng PUBG á thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 50 cho tới 55 độ C, 55 độ. Đó là cái nhiệt lượng của máy tỏa ra ở phía sau này trên cái phần mềm CVS đo được. Đó, cái phần temperature này, cái phần này. Đó, các bạn có thể thấy hiện tại nó đang là 34,9 độ C. Đó là sau khi mình chơi những cái game PUBG á thì gắn thêm cái quạt này thì nó sẽ giảm được cho mình đâu đó khoảng tầm 10 tới 12 độ C. 10 tới 12 độ là một con số cực kỳ ấn tượng rồi nha. Nếu mà trong cái thời gian sử dụng dài liên tục thì cái điều đó nó sẽ cũng rất rất là tốt cho viên pin của cái máy. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó, nó là một cái phụ kiện trang trí. Và cái thiết kế cơ sở của cái dòng Wattwin này á, nó làm ở cái phần middle, và các bạn có thể kết hợp nó thêm một cái stinger ở bên này cộng với một cái wasp ở bên này nữa là tuyệt vời luôn. Rồi, ở phía trước thì đeo thêm một cái đôi găng tay FL2. Các bạn thấy không? Cái thương hiệu này là một cái thương hiệu cực kỳ hút máu nha. Nó nghiên cứu rất là nhiều cái phụ kiện. Đó. Thậm bên mình bán mình thấy luôn. Thậm chí là phải gắn một lần 4 cái, 3 cái tới 4 cái. Đó. Để giờ là cái thời đại của gaming phone rồi, điện thoại nó lên ngôi luôn rồi. Game dành cho điện thoại bây giờ nó bá đạo quá rồi. Nên thành ra là những cái phụ kiện này sinh ra để phục vụ cho cái chuyện mà chơi game trên điện thoại là cái vấn đề gần như là không thể tránh khỏi. Rồi, ok anh em. Lan man như vậy là đủ rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.